Hai hai ơi. Bò đi bò kỹ thì đây ấy nè. À đây xem coi con bò kỹ cả cả ta. Ở đó. Còn con mới nói chỉ một con chứ anh nó dần dần xuống. Rồi hai đường chim ra đây. Đó đứng đây nói chuyện luôn đi. Để che mưa đây đi. Thôi đứng đây làm nữa này luôn. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today. Đây là một cái hoàn cảnh trao bò hết sức là đặc biệt, trời mưa cho nên là chúng tôi cũng vẫn làm luôn. Và bây giờ hiện nay thì kế bên tôi, biên tập viên Cẩm Vi của chuyên đề nhịp cầu nhân ái, và có lẽ là chị Cẩm Vi sẽ nói một chút về cái hoàn cảnh của hộ gia đình này. Thưa quý vị, trường hợp mà chúng tôi đang đến thăm ở đây đó là gia đình của chú Hai ở thôn Thị Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh. Và món quà mà từ quý khán giả gửi đến đó là một con bò giống, thì là thực sự rất có ý nghĩa đối với gia đình chủ Hai ở lúc này, bởi vì là chủ thì là một trong những lao động chính của gia đình và thu nhập thì chỉ phụ thuộc vào hai sào ruộng này, thì dùng mỗi vụ thu hoạch thì dùng để làm lương thực để ăn trong gia đình thôi, gạo để ăn, thóc gạo để ăn. Còn cái thu nhập hàng ngày đó là đi cứu hồ, một ngày công thì khoảng từ tầm 200 đến 250, và chỉ có 12 người con và một người vợ đang bệnh là triệu chứng của bệnh đồng tính, và khi đi đến bệnh viện thì người ta nói rằng đây là một cái triệu chứng của gân tâm thần nhẹ, thì vợ thì không thể có sức lao động và mẹ già thì lại hơn 80 tuổi nữa. Và món quà là con bò giống này ấy, thì chúng tôi hy vọng sẽ là một trong những nguồn sinh kế để cho chúng tôi chịu căng thẳng cuộc sống hiện tại. Chủ Hai thân mến, hiện tại thì hai đứa con thì chủ đã còn được mấy ạ? Đâu học được 8, sau học được 1. Gia đình mình là hồ nghèo hay hồ gì ạ? Vâng, chắc chắn là hồ đó là nhà của mình. Mình mới hồ, người bà gia, họ có bà chẳng ngay, lắm. Còn căn trong cuộc sống của mình hiện nay như thế nào? Khoảng tám thì chưa, khoảng tám thì nhiều chứ đâu, khoảng tám thì nhiều, vài tuổi để làm, với cả hai đứa con, đi học, rồi có nhà nhà. Còn một điều rất quý là với những gia đình mà còn sức lao động như thế này nữa, thì cái nguồn sinh kế là một món quà rất là quan trọng đối với những gia đình. Và ngày hôm nay với cái món quà mà nguồn sinh kế và tạo ra thêm cái nguồn thu nhập cho gia đình nữa, thì chỉ có suy nghĩ như thế nào? Dạ, mình ăn cũng chính là cảm ơn nhà, cảm ơn nhà, thì tạo cho em một quà em rất mừng. Rất là cảm ơn sự chia sẻ của anh Hai. Và đây là món quà của các vị khán giả của chúng tôi. Đây là những cái món quà mà chúng tôi cũng muốn gửi đến các bạn. Tự nhiên là một phạm vi, thế nhé. Chính cái thằng cháu này là có bị,
Lên nhà chứ mẹ à? Thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, và buổi chiều hôm nay con bò thứ hai chúng tôi sẽ đến giao cho gia đình của một hộ dân ở đây. Có lẽ là nhờ chị Cẩm Vy sẽ giới thiệu cho chúng ta biết hộ dân này như thế nào. Thưa quý vị, thì chúng ta đang có mặt ở nhà mẹ bà Trần Thị Lý ở xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đây là một trong những hộ gia đình khó khăn mà chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái đã từng chia sẻ đến quý vị trong một chương trình của Đài Truyền Quảng Bình. Và mẹ Lý thì năm nay đã gần 80 tuổi, hơn 70 tuổi, nhưng mà là một mình gồng gánh cả một gia đình. Anh là người con trai của mẹ Lý, của bà Lý, nhưng mà là sức khỏe lại không ổn định và cũng có triệu chứng cũng như một bệnh lý về bệnh thần kinh. Và người con dâu thì cũng là đau ốm, là phải là gửi nhờ nhà ngoài chăm sóc. Và một mình nhà bà Lý phải chăm người con trai và ba đứa cháu nội nữa. Thì nguồn thu nhập thì chủ yếu là hộ gia đình là hộ nghèo, cho nên là cũng có nguồn hỗ trợ đó. Và thứ hai nữa là về cái nguồn ăn uống trong nhà thì ba cháu thường buổi chiều thường về các cái tàu thuyền ở vùng đấy, là vùng bãi ngang của huyện Lệ Thủy gần biển, thì người ta lại cho một ít cá hoặc là mua rẻ hơn những người khác để mà duy trì cái cuộc sống ở trong nhà. Và cuộc sống như thế, ba cháu lại vào trong phía trước mặt nhà là có một cái rừng thông nữa, thì lại vào đó nhặt củi rồi về để nấu, rồi những lương thực thực phẩm thì là chắt chiu. Và cũng nhờ sự giúp đỡ của bà con làng xóm. Và một cái khó khăn trước mắt rất lâu dài đó là cái con đường học tập của cả ba người cháu. Và đó cũng là điều trăn trở mà bà Lý cũng là chia sẻ với chúng tôi trong chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái. Và ngày hôm nay thì cùng với khán giả của Việt Nam Today thì chúng tôi đã trao tặng bà Lý món quà, đó là một con bò giống ạ. Và cũng hy vọng rằng đây là món quà ý nghĩa đối với gia đình bà. Và với món quà này thì bà có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình lúc này ạ. Dạ, tôi trước tiên là tôi xin cảm ơn nhà tài trợ và đại chủ nhân hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn. Ông có lương thì ông mất rồi, thì tôi còn lại là 5-6 người trong nhà gia đình. Thì con trai thì bị bệnh chết độc da cam, con gái thì ngơ ngơ. Tôi có 3 đứa cháu, thì một cháu đâu thì nó học được, 8 năm nay nó học được, học giỏi. Rồi có 2 đứa nhỏ mà nó già cả rồi không làm gì, chỉ có như là nhà nước và cả cái đoàn thể ban hỗ trợ. Trước tiên tôi xin cảm ơn đài truyền hình và cả anh các chị đã bỏ thời gian quan tâm đến gia đình tôi. Tôi rất là cảm ơn. Gia đình bà Lý và chồng bà là trước đây là người có công với cách mạng, cũng là từng tham gia chiến đấu cũng như bảo vệ quê hương Quảng Bình. Và người con trai thì cũng là vì ảnh hưởng của chất độc da cam cho nên là cũng có mang những bệnh tật riêng. Và cũng hy vọng rằng là món quà này đến từ các quý khán giả của Việt Nam Today cũng là một sự tri ân, cũng là một sự chia sẻ đối với những người có công với quê hương đất nước, và cũng là mong rằng là họ sẽ có vươn lên trong cuộc sống hiện nay. Thank you.
Rồi, cảm ơn. Nhưng bữa trước anh chưa đi ra này.